Ngày 24 tháng 8, Thánh Bartolomeo. Thánh Bartolomeo là một trong các tông đồ đầu tiên của Đức Chúa Giêsu. Bartolomeo còn có tên gọi khác là Nathanael. Bartolomeo quê ở Cana, xứ Galilea. Ngài trở thành môn đệ của Đức Chúa Giêsu khi anh bạn Philippe mời ngài tới và gặp Đức Chúa Giêsu. Nathanael đã được Đức Chúa Giêsu khen ngợi vừa khi Chúa gặp ngài. Đây đích thực là người không có gì nhăn nhối. Chúa Giêsu biết Nathanael thật đúng là người lương thiện và chân thành. Ngài chỉ ao ước tìm biết chân lý mà thôi. Nathanael rất đỗi ngạc nhiên khi nghe Đức Chúa Giêsu nói như vậy. Ngài hỏi Chúa: "Sao ngươi biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời: "Trước lúc Philippe gọi ngươi, ta đã thấy ngươi đang ở dưới cây vả." Đó là một nơi cầu nguyện tuyệt vời. Nathanael hẳn là phải nhận thấy Đức Chúa Giêsu đã đọc được tâm hồn của ngài lúc ngài cầu nguyện. "Lạy thầy," Nathanael kêu lên, "thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel." Và Nathanael đã trở thành một trong các tông đồ trung thành của Đức Chúa Giêsu. Như các tông đồ khác, Nathanael, hay còn gọi là Bartolomeo, đã rao giảng tin mừng của Đức Chúa Giêsu và đã liều mất mạng sống mình vì tin mừng. Người ta nói rằng Thánh Nhân đã tới Ấn Độ, Armenia và nhiều nơi khác nữa. Ngài đã rao giảng với tất cả nhiệt tâm cho đến khi liều mạng sống vì đức tin. Và vì thế, Thánh Bartolomeo không những đã nhận được phần thưởng của bậc tông đồ mà Ngài còn lãnh được triều thiên tử đạo. Chúa Giêsu đã ngưỡng mộ lòng chân thành của Thánh Bartolomeo. Dù có những ý kiến khác biệt, nhưng Thánh Nhân không phải là một người ngoan cố. Do vậy, Thánh Nhân đã được Chúa Giêsu khen ngợi. Chúa Giêsu cũng ban cho Thánh Bartolomeo ơn đức tin và ơn làm tông đồ. Chúng ta hãy nài xin Thánh Bartolomeo giúp chúng ta cứ mãi thăng tiến trong niềm tin của mình. Tin mừng. Nét.